Xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên sau hơn chục năm mình mới chơi lại game Hero này. Thế này đang rỗi ngồi mày mò lại game kinh điển một thời. Chơi cái game này thì nó từng rất là hot vào những thời kỳ năm 2002, 2003. Là thế 8X chơi cái game này rất là nhiều. Và đây là mình cũng là rảnh ngồi nhớ lại game này. Thế là mình đào về cái bản Shadow update ngày xưa mình chơi giờ không còn. Đây là mình phải đào bản Wake Up Code. Và mình cũng đã tắt cái chế độ Wake Up Code rồi. Wake Up Code là chế độ mà có thêm quân level 8 và thằng tướng phụ rất là khỏe. Đây, mình tắt đi. Mày mò tìm map một lúc thì bây giờ mình tìm được 8x18. Mình chơi trận đầu tiên mình sẽ chọn chơi thiên thần, thành thiên thần. Là vì thành thiên thần là cái thành rất là dễ chơi, quân rất là cân bằng, quân mạnh đều. Thực ra thành thiên thần có vẻ xếp vào top những thành mạnh nhất. Đây có 9 thành thì thành thiên có 5 thành mạnh vượt trội, đó thành chim lửa, thành xương, thành thiên thần, thành rồng vàng và thành titan. Thì hai thành chim lửa và thành xương bây giờ trong hệ thống à ngày xưa chứ không phải bây giờ, ngày xưa trong hệ thống thi đấu multiplayer, nói chung là trong quán net ấy, là mọi người không cho chơi hai thành đấy. Hai thành đấy nó quá lợi thế lúc đầu, cả mà nhất là thành xương càng về sau càng lợi, thành chim lửa thì càng về sau càng lợi. Thành chim lửa thì nó có một cái đặc điểm là quân cấp 7 của nó ấy. Quân cấp 7 của nó một tuần nó cho tận 4 con và speed nó cao nhất trong game này. Thế nên là nó bị cấm, đồng thời là cũng bởi vì cái thành chim lửa khi nó đào được kho báu ấy, nó mang về thành thì nó sẽ có tất cả các phép trong thành. Học được tất cả các phép trong thành trừ set titan trong khu mana từ cái đấy thôi, còn tất cả phép đều học được hết. Thành xương thì có bộ xương khi mà ghép vào được thì tướng cày lích thì cũng quá là khỏe. Nhưng nói thế không nghĩa là thành chim lửa, thành xương mạnh hơn thành thiên thần, thành rồng vàng, thành tan. Bởi vì ba thành này cũng có một skin cực kỳ mạnh mà bây giờ cũng bị cấm. Đó là Diplomacy. Thành thiên thần thì có Adela. Thành rồng vàng thì có thằng gì nhỉ? Thằng Rylan. Đấy, còn thành Titan thì có con Nela. Mà thành thiên thần, đặc biệt thành thiên thần ngoài trừ Adela ra thì có hai tướng cực kỳ dễ lên được Diplomacy. Một là Sir Mulek. Sir Mulek có thể nói là tướng mạnh nhất ở cái thành thiên thần này, một tướng mà có lên skin rất là đẹp. Hai là Adelaide hay còn gọi Adela nhỏ, có ba tướng khả năng lên được Diplomacy. Thế nên lúc mới đầu ấy, chơi ngày xưa chơi là chưa có nhiều cái cấm, với cả cấm thành cấm thí thì thành thiên thần với thành rồng vàng này thành rất là mạnh. Vì lúc đầu tiên, ngay từ tuần đầu tiên nó có thể đi mở đường, tuần thứ ba nó có thể đánh thành rồng, tuần thứ ba nó có thể đánh thành rồng, bạn biết rồi, vì cái Diplomacy nó cực kỳ mạnh. Ngoài ra nó có thêm cái áo choàng này giảm cái lượng tiền thu phục đấy.
Cái đấy là cái đồ level thấp nó rất là dễ kiếm, mà có cái đấy xong thì thu phục quân rất là nhiều. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại trận đấu nhá. Để mà 8x mà 8 mà mình cũng chơi theo kiểu đúng là anh em là không 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 dùng diplomacy nhá. Thì 8x mà 8 này thì mình vừa nhìn qua đây thì thấy rằng cái map này rất là xấu, bởi vì bạn nhìn đây, ngoại trừ thành mình Caster và thành thằng màu nâu này là thành rồng vàng, thì tất cả các thành đều nằm trên đất rất là xấu, đất rất là xấu, đất thành xương, đất thành gấu và đất thành rồng đen. Được, map này map rất là xấu nhá. Được cái 8x mà 8 đây, có, à đây có cái nhà ngựa là may quá, hay quá. Ô nhà cung luôn này, hợp lý. Ăn ngay cho nóng. Tiếp là cục tiền này nữa. Mỏ gỗ này. Hay. Thành thiên thần này thì mình nói thật là các bạn nên ưu tiên ăn được mỏ gỗ càng sớm càng tốt nhé, bởi vì thành thiên thần này quân chủ lực để mở đường lúc đầu tiên ấy, ngoại trừ cung thì chỉ mở trong tuần đầu thôi, từ tuần thứ hai hoặc tuần thứ ba thì các bạn cần lên được bằng ngựa, bằng được con ngựa này. Con ngựa này quân mở đường chủ lực trước khi lên được thiên thần, vì thiên thần nó xây rất là căng, nó tốn 4 loại tài nguyên này mỗi thứ 10 đơn vị rất là nặng. Em lúc đầu tiên bạn nên mở ngựa, ngựa thì cần có blacksmith và stable, cần rất nhiều gỗ, 5 gỗ là stable, cần 10 gỗ là 15 gỗ, thì ngựa là 35 gỗ. Đấy, nếu như các bạn ưu tiên ăn được mỏ gỗ càng sớm tốt, còn nếu khoảng trong khoảng 3 ngày mà các bạn chưa nhìn thấy mỏ gỗ thì bạn cố gắng xây lên cái market để đẩy cái silo lên. Đấy, cỡ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nhé chứ. Đây trên này thành này quan trọng nhất là lên được mỏ gỗ lúc đầu. Đây mình thấy mỏ gỗ và mỏ gỗ rất là giàu, tận 3 cục gỗ, và những mỏ gỗ chỉ có một cục gỗ thôi. Rất là mệt. Được con tướng cộng tiền 150 tiền thôi cũng được. Tiền này đủ lên không? Đây lấy quay đây cục tiền nữa này. Mẹ dê lấy mới quay lại kịp không? Ai. Không kịp rồi. Không kịp lấy tiền xây tiền rồi. Không kịp xây tiền rồi. Ok không sao. Coi như được up cái nhà này một ngày. Mỏ đá này ngon. Chết mẹ này, không biết qua được không. Ơi con này ui hot luôn ạ. Căng rồi, hot con này là căng mỏ đá rồi, về lấy quân đánh vậy. Xin cái tiền đã, bởi vì cái lực đánh này ngày mai cũng chả kịp lại lấy trong ngày hôm nay, mai mình lấy vậy, hôm nay xây tiền lên đã. Con này biết chạy kịp về thành không ta, chạy kịp này, con này sẽ đứng đây, con này chạy được về đây, hai ba này, xem mà. À, đến đây thôi, con này lùi lại một bước. À, ngay đầu các bạn phải tính toán lượt rất là kỹ, tính toán bước đi rất là kỹ nhá, bởi vì chậm bước thôi các bạn sẽ khó thêm. Giờ tiền rồi, bây giờ áp con cung lên. Thời gian áp cung tuần đầu đánh con cung vẫn được, nhưng mà cái vấn đề mỏ đá hot con kia nó canh căng quá, vẫn phải lấy cố áp cung lên mà chơi. Để tiền đây hot 130 cho đủ
đây rồi, quân cho tướng này đánh cái mỏ đá vừa hết lực đẹp. Đây có mặt tiền này, đánh nhà tiền này các bạn lấy được nhỉ, vẫn đủ xây mà. Bỏ hàn cung lại nha, quân cung là quân mở đường quan trọng trong tuần đầu, bỏ nó lại không để bọn kia nó áp sát nha. Không tới. Con này level 5 à, speed 5 cả. Ngang quân mình lâu không chơi quên mẹ. Rồi. Rồi, thế là đẹp. Thế là đẹp. Đừng có lên Moran mất con ngoan đấy. Quân canh thì chắc là thấp thôi, đánh được, đánh đi lấy tiền này. Đánh ăn gỗ đi. Từ, để xem. Đâu có gì hay, ồ, kịch mẹ đường rồi. Phí mất biết thế mình đang định đi ăn gỗ thì đỡ, mất lượt. Rồi, đi ăn gỗ đi. Công lại. Con này speed 3. 1 2 3. Đây. Ô. Úi giời, khỏe thế, 20 cung bắn không chết à? À chơi. Úi giời ơi, nó khỏe. Trời ơi, nó khỏe. Qua lại hướng này. 1 2 3. Một hai ba à, mọi người chơi con này rồi. Rồi từ từ còn đây đã. Bung giảm được nha, vậy lượt sau giết con này mà không sợ lên Moran đâu, quân Thình Sương không bao giờ lên Moran nha. Rồi, nhìn giữa tiền thơm phức đầy nhà tiền nữa, xuống xem mà. Lót chó đánh được. Tin nhiều thật. Chắc không cần lên Citaho đâu, lên thẳng quân. Quân tiền nhiều thật. Chó áp lên đi dưới rồi. Không nhận. Em lấy cái map này nhiều tiền thật. Quân bắn chỗ lèo tèo là tàu này mình mất quân ăn được tiền mất. Nghe con năm vầm bài để ít nét à, nó là 16 vì mẹ con này bắn không chết là coi như toàn này. Con này à, con này là 7 để xem bắn. Tôi hỏng rồi, không cắt. Mày có giáp phần 5 thôi. Toàn.
con này đã 1, 2, 4, 5, ô, còn con... Trong chết bà đi, còn lại 10 màu. Hỏng rồi. Không sao. Nó thì tôi chết thua làm sao được. Giời, lại còn thế nữa. Lại còn thế nữa. Con này thì con này một con không đáng kể, chơi con này đi. Con này còn hai máu. Ôi, đứng đây là mồi nhử thôi. Chim mồi, chim mồi. Chim mồi, chim mồi. Vào cùng ạ. Rồi, ok. Ôi, con này còn một cân, còn ba máu nó chảy đã. Xong rồi. Ui, khỏe thế. Chết một đại bàng. Ô, cái gì cũng hay. Stable Black ngựa. Ô, xem nào, đá này, gỗ này, hai cục này. Ô, không kéo đủ ngựa lên, đủ gỗ lên ngựa tuần một đi chứ. Black Mist Stable Black 35, 35 hai cục này khoảng độ 15 cỡ thì 25 còn 10, 20 mà mỗi mỏ cho hai gỗ một ngày. Đấy, mỏ cho một gỗ một ngày chứ. Một hai nhà hai gỗ chứ. Lâu lắm không chơi chẳng được. Kiểu gì chả có củ gỗ nhỉ. Ngon đấy. Lên mẹ bắt mít chứ cái kể cả mình lên cái gì mà lên bắt mít. Rồi, cảm ơn. Con này, bắt con này chắc chưa ăn được. Để xem có củ cũ nào không. Ron rén, ron rén. Ron rén. Bên trên không có đâu. Không có rồi. Đây nhìn cái đất này chắc là hết rồi. Xem nào. Hết rồi. Đây xem đất khác. Đây, đánh con này đi. Ngân này là đủ gỗ này. Nhưng trước khi đủ gỗ thì đủ tiền, đủ và đạch, đủ ok, đủ cả đá rồi. Stable ngon đấy, đủ luôn đấy chứ. Đây là luôn tầng 1 đây này. À 5 mà 2 là 7.000. Được, lên được. Mà sẽ ăn cái gì đây? Số ngân gỗ đá đây không kịp à? Tiền. Ok, thôi con này đi một đây.
Ok nhá. Trong tuần 1 khả năng lên được. Sáu con thế thì quét nét một con vào con này đi con bây giờ mình đi trên này thì hai con dưới này khả năng sẽ bắn cung. Mỗi chuyện mình phải cho đi đi vào chỗ khe này nhé, mặc dù đi khe dài nhưng con này để con này hút tên xem hút không. Ngon đấy. Nó bắn đại vàng. Nó bắn đại vàng thôi rồi. Mẹ. Đi nó bắn một con đại vàng nhé. Mẹ tuyệt nét à, con này được bao nhiêu? Một tên rồi đúng không? Đúng rồi, ba tên. Con này sao lại bà đứng đây rồi? Nếu này à, thì mẹ kia nó đều mất cả tháng thôi, tuần vừa sau chả quan tâm lắm. Con này bắn rồi, 1 2 3 4 5, con này bắn rồi. Con này đi. Ăn cá mẹ. Ngựa luôn này, có ấy luôn, ngon thế nhở. Mình đánh cái này xem mà thôi mà hết mẹ quân này. Về thành là còn dư lực rồi. Ăn cái này xong về thành đang phải về thành ngủ lấy phép. Còn đủ quân đánh không? Hết rồi. Hết quân rồi, 14 cung sẽ đánh nhặt tiền. Còn xong bốn tướng nữa ra đây
Đấy con này đánh. Được. Cung cấp 1. L1 em đây rồi. Ok. Bây giờ đánh con này lấy tiền xong mua thêm một tướng nữa là hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Có thì chụp mẹ bỏ quá rồi. Cái này làm sao mà đủ mua tướng. Cái trừ khi cái 2.500. Thêm mấy thằng cung chắc không đủ tiền mua tướng đâu, nó chỉ cần 4 ngựa đủ. Con ngựa này thì có đặc trưng là càng đi xa thì nó bắn cả chém càng đau nhá. Đây ở hướng này thì nó được 168 đến 211, 210, 180, 225, nó đi càng dài thì chém càng khỏe. Thật ra cũng chả cả chỗ nào chém luôn vẫn chết à. Nhưng mà lại không một cung nhỉ. Quên cái nhà này chưa xây mắc cuối level 1 không hồi được mana. Nào tranh thủ chờ xem con tướng chính cái gì. Ui dồi ôi Adela đây này, con tướng ở đây con Nila là con tướng giáp này. Cả con một con thu phục vũ thành Titan. Quên con này không có tướng chắc phải dùng tạm mà thôi, đéo cần mua tốn tiền. Đánh đi, đánh lấy kinh nghiệm. Không sao. Quên chưa tách nó còn nữa ra để che kín cái này rồi. Cấp 2 chúng ta. Chuyển thêm ít quân phụ á, lấy thêm ít xẻ nữa là đi mở đường. Xẻ này đi hot bộ. Con dụng khỏe thật. Đi mở đường.
Sách cả tờ. Nãy giờ được chạy dài con này. Ba thôi, cho cùng tiền chính. Những ngày đầu một số ít cái mana cũng là một số ít cái intelligence giáp mấy cả power cũng là cảm lợi thế rồi. Con lock off này nữa để thôi tỉa ra xem có thằng tướng còn ngon thì ăn, biết đâu có 20.000 kinh nghiệm. Là đùa thôi, con lock này chủng cùng lắm được 5.000 thôi. Đường đây nhà cũng chả cần gì ăn nữa, cho tướng phụ tuần sau lấy ra đánh mấy con này được. Bây giờ đồng lão chưa đủ tài nguyên, bách con này sợ là quên level 2 đánh mất ngựa mình thôi. Đây, không cần thiết, đằng nào gỗ này Cristan đằng nào thiếu nhiều tài nguyên để lên thiên thần lắm, chưa vội. Quân cấp 5 sợ là có up level 2 rồi nó khỏe, nó vụt ngựa chết ngựa đấy, ví dụ tách đôi là chết ngựa đấy, 8 con chính là cứ đường chính mà mở thôi. Xoắn không chết. Thiếu đúng một ô. Người từng phép lên giáp gì? À, từng phụ. Rồi cứ lên cái giáp để cho khỏe 5%. Ôi, thành một xanh ở đây này. Wow, có thành ngay cạnh mình rồi. Từ từ nha, xem được đi mình ở đâu này. Ở trên này dưới. Nhìn đường này, cái này chắc là ở trên này. Chắc là ở trên nào. Hay là mình về trên dưới đây. Không biết là một trong hai đường này rồi. Ở đây rồi. Ngon rồi. Tướng nó chạy ra đây nó vụt thì thôi, quay lại đi. Nó vụt chết đấy. Tướng là cục đá. Ngay về giữ thành. Giờ mình đánh thành nó là kiểu gì nó quay ra đánh thành mình. Nếu mà thằng tướng nó chạy xuống dưới này rồi. Về giữ thành nữa. Không thành còn quân gì không? Thành không còn quân gì. Thôi, lên chơi.
Marketplace tính sao? Đái thế. Con này vượt con này sao? Hay đấy. Chết mẹ. Ơ được mẹ có xét thật nào. Nó sẽ cong mà. Ô ô. Đẹp đấy anh bạn. Thì không phải mình quay lại mình xử hai con này. 5 nhân 35 150 thì mình mà chết. Ơ, đéo chết luôn. 1 màu. 1 máu mà nó xỉa không lên quanh chết con hai con này ra công 13 này. Giáp 5. Chết đấy. Họ đánh mắc lên 9 đam mà ra một bia cáp giáp à kiếm nó đang 13 nhá. Giáp con này có 5. 13 trừ 5 là nó hơn mình 8 điểm. Công của nó hơn thủ mình 8 điểm, tức là công của nó sẽ cộng thêm 8 nhân 3. Mỗi điểm thì sẽ cộng 3% không? Thì 8 nhân 3 là 24%, gần 1/4. Chết đi bè. Chết đấy, đéo đùa đâu. Xỉa đấy. May ra thì không chết. Bây giờ may ra không chết. Được sao con này bắn được. Giết mẹ con này đi. Con này speed nhanh hơn cung. Được sao nó vô được cung. Giết con này đi. Ôi, một màu. Đấy, tôi bảo là cái đệt cuối cùng vẫn chết con à. Chạy rồi. Nó tỉa. Nó tỉa quân mình thôi. Rồi đi đi. Đi ra ăn ngay đi. Ngon. Ngày mai lại có thêm 1.000 tiền cái nhà này nữa. Thế là giàu rồi. Tiền là không lo rồi. Bây giờ là không biết thằng tướng nó sẽ đứng đâu và để thành bất cứ lúc nào. Nó sẽ thành thành có. Ôi, thành vẫn là sót cung. Mà lại cung chiến đi. À, đi thôi. Sĩ ta đen đi, tuần sau lên tiền, có hai nhà tiền rồi. Ấn caster đi, lên thằng caster. Trên hộ bên dưới thôi. Rồi, tiền lên cái này. Dưới thành cái đã. Xong thì không để ý. Đi xuống dưới xem nào. Đừng có đi xa lắm rồi. Rồi chắc cái ở trên đâu. Trên này mà không có nữa cơ đâu. Ôi, thêm một
biết bên này thế mà vẫn con đường đi chờ. Em quay nhà tường nó đứng hút mặt ở trong tường như vậy. Tí ra để thành món này xem. Bên này nhìn thấy là không còn đường đi đâu. Để cho nó bay thành đi, mai mình úp rồi. Nó lên trên này à? Lót vừa phải đi vừa dò dẫm này. Đây có cái thành nữa à? Nghi không nhỉ? Giờ không biết đi lên trên hay đi lên dưới cơ. Dưới này thì kịch cái này, nhìn này kịch cái khả năng đi lên trên, bên trên nó vuông đường hơn này. Khả năng đi lên trên đấy. Có gì nữa không? Lên trên này không phải, lên dưới rồi. Sai khác rồi, chúng mình mất rồi. Nghi á. Đây rồi. Con này giữ gì đây? Con này giữ gì? Giữ lệch bị tướng nó ăn. Ôi, quay lại thôi. Basic nghịch ngợm chơi nhỉ? Hay là set con này. Con này công 10. Con này thủ 6 hơn 4 điểm và cộng 12%. 12. Xong một thằng. Mở rộng, mở rộng. Mở rộng, mở rộng, có mở rộng rồi. Chỗ này cần nhiều chỗ mở đường. Caster mai chắc lên được. Nó máu máu cái gì nhỉ? 5 này.
sách cho vui. Ủa, cha chả, cha chả, cha chả. Không đáng, không bỏ. 50 chết một con trâu. Súng hết đi, để làm gì mang. Sát đi, tôi chết rồi, cái này là khá quân bình rồi. Là quá phá quân bình của quân khác đánh mà. Xem nào. Châu. Quy này. Hỏng rồi. Một mà đã. Con không sao. Xây Citadel lại được hai thành sớm thôi, nhanh thật là nhanh luôn. Ba thành gần nhau luôn ạ, sợ thiệt sự, thiệt sự là sợ. Này xây chợ chưa, đây chợ lên này, khả năng tuần 3. Xích lên. Này dùng phép à? Tại dùng phép rồi, thế phải cast phép cho con này. Tránh xét của nó đi. Đấy. Đam nó biết con này có xét nào, nó quay ra con ném con này. Thủ 8 hay 2 máu. Thủ 10 và ngay được nhiều máu hơn. Nghe chết con này không chết được. 1, 2, 3, 2, 3. Thank you.
Con này cũng lên diplomacy, thành thiên thần rất hay lên diplomacy, một skin rất là khủng. Rồi xong luôn hai thành rồi. Nhanh thế. Nói đi qua mình không để ý. Đang truy thằng tướng kia. Thoát tường. Để xem con tướng không. Chính đi thôi. Xem ở đây xem. Tới và cả đi ngày sau mùa xây cái này lên mà cứ đập một lần áp tiền chọn cái tầm 40 xây thiên tân tuần này không kịp này khả năng không kịp. Con nào còn được đi vậy? Ôi giời, ôi, con được. Không, vẫn đi được một bước. Sát nhỉ, không kịp đấy. Chả biết kịp đấy không nữa. Speed 9, slow lại. Không có lên Moran cái là chết quân đấy. Trận này có thể không chết quân. Stand nữa.
ơi, 2, 3, 4, 5, 6 nó chém chết đấy. Đen thế. Sáu nghìn bốn năm sáu bảy sáu nhân bốn 24 nên cái caster được 24.000 nên ba caster. Lên đi 5.000 chứ, 5.000 4 ngày là đủ đủ, nhưng vấn đề là đang thiếu trầm trọng tài nguyên, tuần này vẫn không lên được thiên thần chắc chắn luôn. Cái cung này, cái cung này, cái con Naga này, thôi không phải vội, không phải vội, mai lên. Vương thiên thần này các bạn link Capiton mai 1.300 này, 1.300 với cả 6.400 8.500 hấp được nữa. Tuần sau khả năng lên được tinh thần đấy. Đủ thôi.
quên từ nguyên trọng. Nó đi rất chậm nên là mình không muốn mạng nhạc nó chuyển sang thì đang rất to. Khá khá lại. Ôi thì mẹ này đã đi xuống dưới. Hay vẫn không có không chết được rồi. Tốn hot à? Ôi nhìn tưởng là lót nó là hot à? Còn gì không? Hết à, con trâu ạ. Chơi luôn. Xong bình master trước ngu rồi. Ê. Đến tuần xong rồi đến tuần con đại bàng này thì mình master đây. Master sớm quá. Lại quá. Lại đâu không chơi. Chơi này xử lý bị nhầm dấu á.
Khiên cộng 5, khiên cộng 6. Quên con này có 4 cung mà đã phải để lại. Sao lên tinh thần nhanh thế đấy. Tiền lên tuần sau bị 8.000 rồi, một tuần sớm thì sao lên thành tiền này tôi. Tướng hay đi ra xem có gì hot đã. Kristen không đi qua được hai phần cung rồi, con này mới là cái nào nhỉ? Đây có mỗi cái cung nữa. Trong này giữ cũng thẳng mình nói sao mà không có cơ. Quay về cái ngó chỗ này rồi. Một con này là 60. Lên 100 áp được 40. 40 mất 1.040 có được một người con thôi.
Con này cũng chả cần lắm. Quên tướng gì nào. Ush, phải là cả tướng luyện cung. Tuần này mới cho tướng luyện cung thì có nói chuyện gì ấy. Xem ở nhà có gì ăn đây, ông cục kem này. Ăn cục kem này trước này. Đĩa lên mình ạ, vẫn thích em. Chơi tôi tính luyện cung cho khỏe đi. Ngon siro cục nồi rau cám, ok kiểu game nữa lên tinh thần thật anh em ạ. Haster slow đủ cả. Okay. Thiên cộng 5. Áo thiên thần. Người chắc lấy cái thiên cộng 5. Mấy đường này dài, tốn lực lắm. Đi này mẹ có khi mất 4 ngày. Mũ cộng 5, thiên cộng 6, nhẫn máu. Sợ thật. Từ đầu nhìn thấy thế đất là xấu rồi. Mới hai thành. Đất cỏ mới hai thành. Tiếp à. Hết được. Hết được đi xem nào.
Xin cảm. Có kịp đánh gọi dòng vàng tuần này không ta? 3 ngày được. Thì lên làm cái mỏ dòng vàng chơi. Trước tiên là răng slow may tuần chưa không đánh à. Yếu chơi chơi đi. Dưới này có cái thành nữa. Có anh hết đường đi vậy. Quay về này. Kịch đường à. Này xuống. Không có gì. Lòng đất này là gì không ta? Lòng này không có gì. Chưa mở được, chưa đi được. Hết đường rồi. Rồi, rút vào thành. Ủa, tạm vậy. Ba xuống kia nhiệm này. Ngày mai chơi cái này.
Lúc này áp được thiên thần dễ quá nhỉ, đầu tuần 2 có thiên thần áp rồi.
Đâu. Cái cổng nồi rồi chả cần để tiền một quân mai có tiền lắm đấy. Chúng mình sẽ 6 1, 2, 3, 4, 5 rồi đập công 15 thủ 9 tam 16, 20 đập chết đấy. Ui xùi vãi nồi. Đấy, 6 không cản được. Thank you.
Ôi rồi. Mẹ thế mà mất 8 máu. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
được rồi này. Dấu mặt nào.
tí. Tôi chạy ra đây. Bây giờ các bạn chạy ra đây. Thôi không sao, hẹn là ngày mai cũng chuyển được. 2 ngày nữa. Có gỗ rồi. Nó thành gần đây. Qua đâu? Lót mây gì? Quay đi. Xem có gì hot em. Lót mây gì? Bây giờ mình đang muốn hạn chế skin bởi vì còn có 2 ô thôi, cho khi đánh được xem thành chim ngựa không. Bây giờ đánh mà lên nhanh quá thì không kịp lên được gió thì cũng mệt đấy. Hôm nay cũng đủ rồi. Sẵn đường này như là con đi được đây là rất nhiều thì để quay đây chân vịt thoải mái. Thiên thần 6 con thiên thần mà 3 con mua là mất 15.000 với 2 con up 4.000 nữa, à 3 con up 6.000 nữa, thoải mái tiền. Mất đánh đi. Thành như sau mình còn lên Mark Wheeler và 5 là mấy nhà này. Tôi lại có to, Dimension to. Tuần sau nha, ngày mai em sang đây này. Ui xù. Đấy, thiếu tiền à? À thiếu game. Thiếu game. Thương một tôi level 2, một level 4 thương. Thường con đồ gì ạ? Nhẹ. À, xuống không mất xem cái này có gì. Không biết đây là cái gì đấy. Trên đường. Rồi mẹ cho nhanh. Thế cho nó nhanh được việc. Nữa. Ok. Quên cung xỉa. Cái cung xỉa có gì mình hình dòng luôn nhá. Mẹ áp mẹ ngựa lên đỡ phải chạy nhỉ. Ở đây là cũng mất 1, 2, 3 lực. Thật ra đi chéo là 3 lực rưỡi. Thôi nhường đường, con này có. Con này chắc nhường đường rồi. Rồi này. Rồi, phải thật nhá. Và let's go. Quên không cuộc rồng lại rồi, tưởng nó nhường. Tưởng nó nhường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok.
làm từ 2 đến 4 à, nhân 2 là chết dòng. Nhân 2 là chết dòng. Witness à, không có phép, hết phép rồi. Phép dispel. Witness 8 hết mana luôn. Tăng siêu lên cho ngựa. Hai ngày nữa mới cày được. Mất tướng rồi, tướng ấy cầm gì đâu. Tướng không. Con này có cái skin này. Đây đi. Chơi đi. Đánh chưa được. Giờ đánh không chuyển được cung ra. Đánh lấy đường di chuyển thôi. Đi kia.
kiện bước trong này. Silo chưa? Silo cộng đồi nhiều rồi. Cám đang thiếu, lên cám đi. Lên silo để mình còn lên Magui Lover nhá. Để đo, kiếm đo con tướng nào chưa hết được vậy. Tướng nào chưa hết được vậy. Thằng tài luôn. Rồng đen này không thành rồng đen này thôi. Ôi, đéo kịp rồi à, một con không kịp à. Nhìn thấy bây giờ phải chạy qua mới nhìn thấy mà nó lệnh chả kịp đánh hai ngày không phải mình đến đây xong lên đây vòng lại thì cũng chung lắm chỉ chạy đến chỗ mỏ quỷ này à mà còn phải đánh con này đấy chứ đâu đơn giản thiên thần sang đây bớp mày á ông bớp tận 500 máu là cắt phép là cắt phép gì quan trọng là không biết nó cắt phép gì sao mất mẹ thiên thần đi hòa mình đang hết mana có mana thì ngon hết mana này nó thổi chết thiên thần đấy chơi đùa vì con này nó cắt phép mạnh lắm phép này, cái inferno không đỡ nó cắt cái meteorit thì khả năng đi thiên thần đấy tầm này ba com nó cắt meteo thì đi con thiên thần đấy hơn 300 đam đi đấy hai con thì đỡ ba con là nó chia đôi một hai thì con thứ hai cắt là đủ chết con thiên thần này khó nhỉ.
nhỉ? Rồi đánh con này đi. Đừng đùa hay là cát chết thiên thần đấy. Đi vòng qua xem nào. Ui xích đất. Được. Đánh được cái thêm vì nữa đánh được. Ôi có xích đất cơ mà. Được đấy. Đánh luôn nhỉ. Rồi đánh thêm mấy bit nữa. Có một giáp này. Có xích đất. Sao nào. Đây cái giếng này. Đánh mẹ này về lấy cái giếng. Đánh con này đi xong rồi. Đánh không đánh. Không đánh cũng được. Càng nhàn. Không đánh thì càng nhàn. Đầm đây. Thiên thần đây, vịt đây. Đây chết định nhỉ. Sống đứng cuối này. Thiên thần đây này. Thiên thần đây này. Rồi đánh đi. Trước xong mẹ đánh. Ê mày khổ. Ây da. Phải lấy mana trước xong đánh nó. Đánh quanh khe xét gió ở đây nữa thì mệt. Đánh mỗi con dòng bước xét gió xét đất thì vui lắm. Rồi, lấy thêm tí con quân nữa đi. Chui về đây tưởng chết tưởng chết đấy không à, chui về đây rồi à, lấy dòng vàng quá là ok rồi sợ đánh cả mấy hôm nữa đánh chưa có một cái em hay sao nhỉ? Chuẩn bị áp mắc vui level đây nè. Xem có đi xem xin to không. À đâu.
dùng len đó, có lên lên không nhỉ? Lên bây giờ lên đi thì bây giờ lên dòng đen nhưng còn lâu mới được được nhiều. Thôi cứ lên lên, có cần cải thiện quân sau. Tháng thứ hai vẫn đang à, đây rồi. Trước bị chém dòng đứng đây, ngựa đứng đây. Chết rồi, nó lên nhiều đấy. May quá. À, bây giờ thì chơi thôi. Gì ta ca đúng không, hai mỏ cám mà cũng thiếu mỏ. Thank you.
Fairy. Ồ, may quá. Tránh được là ngon này nhá. Cái đốt mấy con vịt để xong về thôi. Bây giờ ăn mỏ rồng này cũng được, nhưng mà mình bây giờ mình đang có một mỏ rồng xanh. Cái thay nhà trong cái này nó cũng sẽ cộng rồng xanh, tập trung vào một quân thì còn đỡ. Giờ mình cầm quân ba thành rồi, giờ nếu mà lấy rồng đen thì cái này, ví dụ cái này nó ra con rồng đen ấy thì quân nó bị chia nhỏ, nó không mạnh, đằng nào mà quân phụ thực lực, lực quân bây giờ cũng đủ phá hết map rồi. Thì là quan trọng là đi kiếm đo nữa, đo với biết mana, đủ mana là mình có thắng rồi, không cần thiết phải đi mỏ này cả. Bây giờ là thắng rồi này, không cần lấy tiếp phải lấy mỏ nhé. Rồi, thôi bây giờ tập trung không lên rồng, ăn thêm này đi. Có gì nhỉ? Thành xương bên này cần lắm, tí ra đánh luôn. Tìm thành chim lửa lên nút xin gió ấy. Bây giờ thì chẳng phải đánh mẹ cái thành rồng đè đánh xương bên này. Bên này có một thành xương đã đi qua này, nó rất gần này. Đánh mẹ đi, xong tiếp vào thành sau. Đầu tuần 3, tháng thứ 2 về hồi thành đánh sau. Mình có phép gì liên quan nước không ta? Một này, hai này, ba này, 210, 220 nhân 50, 260 thì cái này sẽ đam to hơn mà lại còn đỡ tốn hơn nữa. Đất này, rưỡi lấy đi, lấy các cầu nước này. Ôi, thẳng ơi, giờ nhìn là biết là thẳng rồi. Slow motion. Tấn
chưa cần vội. Đĩa đợi lên đây thì mình quay sống này. Nó mổ phát mất, mổ phát mất bị mấy máu ấy. Không đùa được cái này nào. Tiếp nào. Rồi, có lên đến nước không ta? Rồi. Mình đưa lên nước rồi. Phút cho ngày thì mang về thành. Bên sách cả thần nước. Bây giờ mình có sách thần đất rõ rồi. Ở đây có cái gì ăn nên thôi, kệ cho từng phụ ăn đi. Chậm này. Ôi chả sao. Quân này đi. Sợ gì bố con thằng nào. Chậm này cũng vụt. Sắp đủ bộ máu rồi. Bộ máu với cộng thêm 50% máu là thành bộ quân đấy. Ui dây cung đây rồi. Đủ bộ cung rồi. Đủ bộ cung rồi. Còn cái này đây. Và cái này đây nữa. Ngon. Đi đánh xuống đây lấy cái này. Đủ bộ cung rồi. Bỏ cám này. Trước tiên là lên đây đứng cản đường nữa, đánh nó thì không đủ lên mặt đất, không đủ đứng đây để không cho đứng đây chặn cái chỗ nát thắt để không cho tướng nó lên lại thành nhá. Để tướng phụ nó ra mình ăn nữa. Hey.